Nhà Long Dương đi ngày nay quá nước nóng. Gì? Chảy mấy tiếng đồng hồ luôn nghe không Long? Lên cho nước nóng. Quá trời mưa lớn này. Dưng cho mặt, dưng hết nước mặn. Cha lập Long Quân quốc, không có lập Long Quân cho mẹ quốc mẫu luôn cơ của mình trong họ. Nay tôi trần. Nhà họ có nguyện nguyện giấy cầu an cho những người mà hỗ trợ mình đi đó lão cầu chưa lắm đi coi con trâu đồ đó mà chấm tìm xét đi qua bên miếu Định Ngài được Định Ngài đi hai chỗ đó không lão ơi đang cho người đó luôn đó là không có gì mà để cầu an đó nhưng mình đến đây là cái góc này là để cầu an cho người đó luôn là mới chính xác cái góc luôn á mình sẵn mình nguyện luôn là cho cái những anh chị lúc trước mà cũng có hỗ trợ tiền cho mình đi đó đó mình cầu nguyện cho cầu an cho người ta luôn đi. Đây là mình lên điện của Bồ Hông nghe quý vị. Đây. Cảnh rất là đẹp cái chiều. Lên chuẩn bị lên điện Bồ Hông. Đây là mình nhìn xuống. Phong cảnh rất là đẹp. Rất là đông quý vị. Tin lễ này. Đâu ông Tám? Tám ô. Con nè, con cũng nguyện đi. Đây là Địa mẫu Dương Tiền. Cái điện này bán cũng rất là nhiều ăn luôn. Gì rồi con? Rồi đặt bao nhiêu mâm cơm nè? Đây là có ăn cơm không chị? Mâm đây luôn rồi, đâu ăn đây? Mâm như chị? Mâm 70. Chai nè, này chai mà không chai. Mình theo tránh bao nhiêu mâm đây? Có ai? Đặt hai mâm đi. Nha. Đi lên đâu một mâm mà nhiều ít á mâm sao đâu là 70.000 với một tô cơm em sao mà nhưng mà mấy mâm này hai mâm hết ba mâm mấy mai bà đâu bấm ốm rồi đi sao sao mình lên chặn trước đi có chứ con giảm muốn luôn hãy nhìn là mình mua đây mình mua luôn đi cái một đầu cao và một đế và nóng ốc muốn đây đó đây là bán đủ đồ chân không nhỉ có vàng nữa kìa cái này tiền bỏ chút quá ta hưởng được nè có một đua cái này là ngân phố á đóng ngân phố cho nó đi đóng ngân phố ông Hạnh đây đi nhà họ đóng rồi đóng ngân phố cho nó đi thì phải mua gì nó mua đi này ốm đâu rồi lấy sao kìa có cần thiếu cũng hơi như bụng bột nước suối gì chưa nước suối chưa lão kêu vàng bạc gì nữa kìa đây nè đúng vàng bạc đó hai mâm lấy bón sắt ha này có luôn sẵn luôn nè không có sắt sẵn
không ờ chị lấy cái đó rồi đóng khố cái này đóng khố trong bảy đóng khố theo đức bổn sinh à, là có một vua một chúa đó nói cái nói đi này đóng khố mà cái này là nhiều tiền lắm đó nghe không lắm đóng khốn cần ở đóng nó có ăn nó mới giúp đỡ dân nữa nhiều không được nhiều tới bởi ông đóng khốn cho nhà họ đóng rồi cũng quyền nhà họ đóng mà nó 70.000 nữa nè mấy lấy cái thêm mâm nó đi mâm này chẳng ba mâm đây là một mâm như thế này chắc là thiếu một mâm nữa đi ha cho đủ luôn em đã ở đây nhiều cái nọ quá này nhiều cũng cái này họ nhà tống cũng nhiều lắm nhà tống xong quá nhà tống cũng xuống đông quá tống với Hồng Nguyễn nha có tầng luôn ăn với bà tơ mà hai kia lên tới ở kia xíu luôn gì nữa mà trồng cao có rồi đó chung này đi muối gạo chưa đó không có gió là để chụp gió này có cần gió bà gió dữ lắm rồi bây giờ lấy đàn nào nè 25.000 lấy 20.000 à đừng lo đừng có lựa này là của mình đi phải không màu đâu rồi có cái đó của em mà đây là cầu cao giảng ơi mang một cặp thôi ha nói cho đi tống ngọc hoàng bà thì lát lát này luôn đi tống dưng ông ngọc hoàng ngọc hoàng chị để nó đi cầu của đang để ông mày bữa nay sống lại đến nhảy nhung như là vui tươi ông vui tươi cười như mẹ vậy vui tươi cười như mẹ vậy ông à ông là bữa nay vô lại nhà bà Mỹ Phượng mua đồ vui tươi cười như mẹ vậy ông vui tươi cười như mẹ vậy ông vui tươi cười như mẹ vậy ông cười ra tiếng luôn vậy ông bây giờ mấy điểm ra cũng bà là bên mẫu ông vui tươi bà mẹ đây bên cha đúng không đây hai cái dĩa đây bên cha này cũng bên đây cũng quyền bên đây bông bông qua nước đồ đây nè không đỡ Cô lên chỉnh chỉnh đi cái mình sợ nó dở chỉnh chỉnh luôn nước xong xuôi của cô cắm lên luôn à rồi cái đồ mình lấy à cái nào mình chừa lại là mình cúng bên kia dễ hơn mấy cô cứ sắp lên đi ba mâm rồi ba mâm rồi là mấy năm ba mâm rồi đó đi chị hà bà biểu một năm cứ tổ nghiêng ha là con làm cho cô mâm cô nữa ha dạ rồi vậy là được rồi gọi gì tao đủ rồi đủ có mâm rồi không nhận tiền không mới biết không này nếu mà mua thêm nữa thì hôm nay tôi chắc đưa luôn không không có nói thêm vậy nên được rồi tôi là mấy rồi để tính là người mộc thôi rồi để tính lô lô bu của nó rồi bụng rồi đủ đồ chưa nè nè cái chè đồ đó nữa nè nè đèn mình chưa lại đây để nó qua bển còn này là mình đem lên chẩn nè cái này là mình đem lên chẩn nãy giờ mình chưa có nước chưa chị nước suối hả chưa chưa nước suối đây này em lấy chai thường cho chị nha ba chai thường rồi em ghi đây nè tôi ghi vô giùm nghe chị dạ tôi ghi vô tôi ghi vô giùm có rồi cái đèn nó đèn sao nữa để đèn nó chưa đèn nó qua bên kia gì hả dạ nó có cặp dừa rồi để chút nữa chút lấy tiền luôn nghe chị dạ muối gạo phải chưa mày muối gạo chưa vậy muối gạo chưa chưa hay gì á bỏ vô đây bịch muối gạo nghe chị dạ đây lên điện bù hông củ quyền hả lên củ quyền à Quyền là nhà nhà. Quyền này trai trời mới đất. Cái này để đâu lên nha. Để đây à. Ừ, cũng rất là đông cũng gì. Đâu nãy chỗ nào đâu ơi chị? Này để đâu? Đây? Để đó nè hả? Rồi cái mà coi giờ đi dẫn cho mình giờ đồ lên. Thì cũng là mình này giờ lên.
để lên hả? Mình để lâu này lên, nó để mấy con cơm, ba con mấy con cơm không là theo quay em mua bữa nay mới trồng chết đi quá ở đây con nào mới thì nói coi luôn nha. Dạ đọc bụng bữa nay của ai dạ mâm này không biết đâu là cái này chứ cái đó không biết quà của mình đâu, vậy là cái đó của hàng hàng của cô. Dạ hôm nay của chị nè. Của mình bấm mâm mới đâu. Đây này, đây này, một, hai, ba. Của mình đâu nhớ không? Này, đây này, đây này. Rồi. Nhớ, nhớ, nhớ. Muốn ăn cơm hả? Trời chắc bên kia kìa của mình bên đó thì chắc bỏng luôn kìa. Mấy mâm này có người nhảy chưa? Có quyền thất tổ trong họ cái gì? Bị trời trời mẹ đất. Đó, cái này là ai vậy ông Lạc? Cố của quyền trong họ. Cố quyền trong họ hả? Cố. Cố quyền lớn ở đây hả? Lạc Long đó, con cha là cố quyền cố. Lạc Long hả? Ừ. Đầu tiên là giống cố bà cố. Này cố bà cố của quyền mà. Nè, ba mâm nè. Của mình ở cái gì để đây á nha. Cái cây chạm ra. À, cái này nè, nó sẽ luôn á. Đầu tao rồi, đầu tao cũng xuống đây. Cố lấy đốt. Nhìn này cũng đông quá này ha nè. Này, này đông quá đông ha ông Lạc. Đúng tôi nói nó. Cái cây nhà. Dạ. Ngoan ông áp hồn của quyền ơi. Áp hồn của quyền ơi. Coi đủ chưa ha ngày câu bông rồi đấy hả bữa nay này của mình đây phải không của mình đây đó cái đậu mình đây đó. Dạ, mình để đây đi. Tưởng cho rớt nha. Dạ. Dịch bên đó là Điện Ngọc Hoàng. Ôi, mùa, chết rồi. Để đây mình dịch bên đó rồi. Chơi dịch hoài vậy? Vô là khán giả đúng không?
Mình đó đó. Em nó nói quần đây. Ừ, nó nói quần đây. Ừ, nó nói quần đây. Ừ, nó nói quần đây. Đâu nè, mình chớ đông lắm không? Mình chớ nhà họ Tống nè. Thọ không à? Luôn có vô. Dạ. Thọ. Hướng thọ. Hướng thọ là tốt à hả? Sống bị vô. Lớn tuổi là hưởng thọ. Giống như là bên nội thì họ Tống, bên ngoại thì họ Dương. Ý là họ Nguyễn. Cái đèn lấy đốt chưa? Nãy con nói để bên kia gì đó mà mấy con nghe nào đâu đốt chưa quá trái tuổi chưa đúng không có đèn để lên nữa chị vừa được coi một vàng á một vàng á hả không không ở đâu tung qua đâu vậy là nãy trong hộp á phải không không trong hộp để dưới nữa có lấy lên cặp quay cho bên đó coi không Chừng để mình để bên kia bên á, bữa nãy để bên kia á. Lấy lên cặp cái gì? Ừ. Cái chung á, chung mình mua gọi với đó. Mua tới lố với lần này. Để mình lấy lên cặp ha. Lấy lên nhiêu rồi mà. Lực lượng dễ thương lắm á. Cha lập lông quân quốc, ông có lập lông quân cho mẹ quốc mẫu quân cơ của mình trong họ. Nay con chồng trước đâu đã vị trí. Lấy con nít đi. Cái công trình này cháu dân cho nhà họ Tống. Nhà họ Nguyễn, để đây là đốt bực đến kìa. Là bao nhiêu tuổi đó luôn lắm rồi? Nhà cửu quyền có mở cấm cố kẻ âm được thiêu người dương được thấy. Kẻ âm được thiêu người dương được thấy. Cái nhà họ Tống này chỉ đang đóng góp phố cùng canh bánh nước để cho cửu quyền. Xong hết chưa mà còn ăn người thiêu luôn rồi. Hết chưa nó là hết người trong đây chưa? Hết rồi. Hết rồi phải không? Cửu quyền không có câu tàng cố tổ trong họ. Cũng như thế ở hướng quyền đóng góp tổ. Cha lập luôn luôn đức đạo cơ cha trả. Nhà thờ cũ quyền bắp gia trong họ cũng về đâu có.
Nguyễn Thị Kho 62 tuổi, Nguyễn Thị Kho 69 tuổi, Bùi Thị Thèn, nhà họ Bùi Thị Thèn, 64 tuổi, nhà họ Võ 65 tuổi. Bốn mươi sáu tuổi. Ông Cao Tàm cố tổ cũng đi chưa được anh. Chú ơi, thằng nít nó đầu cũng đực nó hay gì rồi. Thằng nít có nhiều đầu ô nhiều. Đi mất nhà hai cả có đàn người già của mình này. Với những cho họ hàng nữa nè, bên nội bên ngoại hai bên. Hai bên cùng đồng họ hàng rồi. Rồi xuống, rồi xuống đêm lắm. Có hai người cầu ăn, người đông cùng thiêu. Đọc đầu, đọc tới sớ rồi. Đọc, đọc sớ rồi không lắm. Bốn sớ giờ tới Tây Phương tiếp dẫn. Nam mô Tây Phương Cực, Nam mô Đức Phật, làm cũng tiêu hút quá đồng dân, đời tự động mưu, đồng dân luôn của quyền tâm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, dẫn ức Đức Phật nhất dạng, cũng tiêu hút quá đồng dân, quyền đời tự động mưu, đồng dân luôn của quyền, nhà họ Tống. Còn Phật Phụ Tống. Dạ, nhà họ Tống bên nội ngoại là hai bên. Bên nội thì Tống bên ngoại thì Hồng Nguyễn. Có Phạm nữa. Gì hả? Nhiều họ quá. Có Khai Nhi nữa đó nghe. Này có Khai Nhi nữa đó. Thọ mày dương có dương mày đứt cơ, thọ không có dương. Hưởng dương, để ăn dương này. Thọ dương có dương. Rồi sao? Thọ chung có dương. Phan. Trời cầu chưa ông lão. Bây giờ đọc tấu sớ gì xong chưa ông lão. Không tống đại dương đủ lễ quốc khố rồi cực tụ quyền rồi cầu xin cực tụ quyền không tống đó giờ mấy ông cũng nhận quốc khố. Cấp lợn còn nhà đâu thấy nhà đâu thấy nè ba bốn phòng đang bị bớt xuống lợn bọc ba tấu từ nãy tôi lôi qua cái đấy chân ngon ngọc hoàng mới nãy tôi xách cái bột cam với cái chân ngon ngọc hoàng còn nãy tối nay chị xách với xách lên luôn rồi hả xách lên luôn. Còn lỡ rồi chút xíu nữa mình qua bên mẹ mẫu Du Trì nữa với Ngọc Hoàng nữa quyền đi còn tấu dừng còn Ngọc Hoàng đến đây nghe ông ấu đồ bánh ừ thì vậy mình cũng thấy cũng là được lắm đó nghe lão chồng lão có thấy cảm nhận như thế nào không quốc khố rồi từng đóng hết chủ quyền nhà đóng như ngày cầu siêu gọi các cái đóng đã có chủ hầu đóng quốc khố cho tên gì đây có chủ hầu khố đó là đi qua thông hành luôn đó nghe không cái quan trọng cái phố đó cái phố mình đi đâu làm gì cũng có phải có cái con phố đó mình như mình đưa lót cho mấy người ta quan chức luôn đó quốc phố âm rồi từng có quốc phố dương thì có cái bài kinh cầu siêu gì không lão? Cái bài kinh cầu siêu gì không? Ông đậu, tỉnh Tây Cương hử? Nhìn nó dài đọc luôn rồi hả? Chuyên bước
chơi bị kẹt bóp thầu em. Trong mặt đôi bảo người ta ngắt ra mờ luôn. Trong có mấy người của họ còn nhỏ ngắt được con người đó. Lớn tuổi à, có hai người cầu an à, chắc cha mẹ hay gì chắc tổ tiên nhiều dòng họ họ hàng cầu an người có tuổi lớn tuổi còn sống đó nè, còn sống cầu an mừng hết á, mừng cái lão, mừng cái tin vô đốc ôm lùng đông ha. Cái bữa nay cái cụ Quyên tắm họ đầy đủ, họ tắm họ cần họ phải ôm. Cái mừng cái đi ngày nay quá nước nóng. Gì? Chạy mấy tiếng đồng hồ luôn nghe không lão? Lên cho nước nóng quá trời mưa không lớn à. Dưng vô mặt, dưng hết nước mặn. Sao lúc trước về trên núi này nắng hạn ha. Bây giờ là mưa rất là nhiều luôn. Dương lên mà. Mà chưa đảo đường dê má. Vậy là ông Long Dương lên luôn đó ha. Ông Dương ông có nói gì không ông Long? Nhà nước quá trời quá nó cổng lạnh mai không hùng mai. Bị chụp đường đi luôn ha, đi được luôn ha. Cũng bữa nay có đủ hết chậu tiên thì mình bữa nay mình đến đây chắc cũng là chứng nhận được thành công thành quả gì không ông Long? Ngọc Hoàng mẫu Hoàng nước còn bên kia nữa hả? Ông mẫu cái tầm đi nhận ông hết mình ghe hết đó, ghe hết đó ta hưởng hơi hết đây chứ không cần mà cũng như cái nãy giờ là mình nói ra mình đọc tên cái tuổi á thì bên cái gì người ta nghe hết cho người. Có khi người ta nhìn cái xó là ta biết liền hả? Ừ, đã là duy là ta nhận được cái chân. Đợi tới mình mở miệng ra mình nói ra là cái tâm mình tính là người ta ghi rồi. À, ta nhận rồi. Đó vậy đó. Đó là duy đó. Những gì ở nhà nói với cô đó, ở nhà cứu miệng thì cái đoàn của là Nhi đi đây mà bữa nay vậy đó là các cái gì người ta chứng nhận con người ở đây là họ nói mình đã đây là chứng nhận gì đấy. À, Nhi ơi, cũng như mình sẵn mình nguyện luôn là cho cái những anh chị lúc trước mà cũng có hỗ trợ tiền cho mình đi đó đó, mình cầu nguyện cho cầu an cho người ta luôn đi. Cầu nguyện cho ta luôn. Cái người mà người ta sao đó người ta đó người ta thành tâm đi. Thì ở đây là những người mà hỗ trợ cho mình đi cúng lễ này lễ kia đó, anh chị cô bác người ta đó người ta cô đông là ai mày? Cô đông. Ông nhớ gì có cái tên cô Đông đâu. À, cô Dung, Dung ở Tống Nốt vậy, cô Đông ở Mỹ. Cô Đông. Rồi nhà Vương. Nhà Thi Vương. À. Rồi đầu cúng nữa. Ở thành ta. Rồi có nguyện giấy cầu an cho những người mà hỗ trợ mình đi đó lão, cầu chưa lão? Đi coi con trâu đồ đó mà con trâu chết rồi chứ đi đâu nữa? Trong sấm thì xét rồi đi qua bên miếu Định Ngài được. Ờ, Định Ngài đi hai chỗ đó lão ơi.
mình đi gọi à, mình gọi mấy mình cầu an cho người đó luôn, lúc đó là không có dịp mình để cầu an đó, nhưng mình đến đây là cái góc này là để cầu an cho người đó luôn, là mới chính xác cái góc luôn á. Dạ. Ấm bế, ấm nó vô. Bỏ tao bỏ đi. Nhìn cười. Chúng nói gì, chúng báo cáo gì cũng quyền ơi. Chúng báo cáo lên coi. Chúng báo cáo lên coi gì đây. Nói chọn đúng một đồ. Ở đây đưa vô một chai xét bữa nay mình đi á, biết ta ai chứng không? Bữa nay có nghĩa té cũng một đấy. Có luôn không ạ? Có nghĩa té cũng một đấy, có cái sắc đặc biệt đấy là cái nghĩa té cũng một đấy. Nãy giờ đi gần bận đây nằm, tao không chỉ. Con nghĩa này, còn đó đó, ông nói ông nghĩa té ông Ngọc Đế, cái hai bà để kể chuyện cho nghe, cái hai bà lại nói gái ông Ngọc Hoàng, cái thấy chồng lại ngồi ở đỉnh núi Sơn á. Cái thấy tàu ở cửa sông núi Trần thì mới cái đâu còn còn hết nghĩa tới ông Ngọc Hoàng đây là ở đây cúng trong nhà cúng gửi cho mấy bà chị coi ở ngoài cúng cho mấy bà chị đi cúng cho mấy bà chị gặm đường nhỏ xíu em lão. Cái đó Phật nào vậy ông ta? Phật A-di-đà. Phật A-di-đà. Đẹp quá ha không ạ? Đầu năm hoặc cuối năm được khỏe mạnh và định tâm định tâm định thần và mở trí tuệ được thông minh sáng suốt. Cái đâu hả? Nhà hồng ân của quyền tất tỏ an và chỉ trước nó ta dọn dẹp cho mình. Lão ơi, chút nữa có ông nào về sát không anh? Không, im. Hả? Nãy tao im tĩnh, tao lo, tao khấn giá. Cô dìm lắm kêu con hai nhắc cái bánh đó mọi đi của Quỳnh Hậu Nguyễn nhiều mà bánh này nè nhắc tội hộp ra nói chung là lão em theo mình là cúng đây là những cái cổ quyền của những cái người bách gia trăm họ, nghĩa là cũng không phải là riêng biệt của ai mà cũng là riêng cũng là chung của mình luôn đó ha, cũng là bách chúng bách là cái chữ bách là bá tất cả luôn ha, trăm họ cho mọi chúng sanh luôn ha. Cái tiếng là đường vô sanh.
đổ nước lên bà đổ ha. Nước nữa ba cái nước nữa. Lão ơi, lão, đói chưa? Đói chưa? Đói chưa? Năm ngà chút đi. Vậy hả? Ngà nữa hả? Chưa mà cô. Nhà tóc còn dữ lắm cô. Dạ. Dạ, dạ, kẻ trẻ chạy quán gãy. Dạ. Ừ. Chị có cũng kê trứng hết trơn hả em Lão? Nước thấp quá, bọc một nước quẩn thấp. Cũng là đầy đủ hết á chị Nam. Cũng như những cái chân linh của mình đi là có quyền của mình cũng đi theo luôn đó. Dạ, thì tất cả. Mà cũng quyền mình cũng tất cả. Cảm ơn chúng mình hết trơn. Cái đoàn mình đến đây thì trên thiên dưới địa tam cõi để mà hộ trì cho mình đi đến đây, tất cả đều theo là tiếp tay để mà giúp cho mình thành công đó. Ừ. Chứ không phải mình tự mình đi một mình đâu, cái phần bên ta theo đó. Dạ. Này cũng như là có người cũng ở trên chỉ cho mình ha. Giờ như bé cho nước quay ngoài cảnh chút xíu nghe quý vị đó. Cảnh rất là đẹp ở trên núi, ngọn núi này là ngọn núi Cấm là cao nhất. Đây có này. Cái nước ngọt của mình đâu hay tôi bỏ ba chai đó anh lấy coi nữa. Vậy là mình giúp gia đi xong bây giờ cũng xong rồi đó ha lắm. Đi xuống.